694 rau răm tên khác thủy liễu, lão liễu, phắc phèo, tẩy, họ rau răm. Bộ phận dùng cành và lá. Tính vị công năng. Rau răm có vị cay nồng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng tán hàn, ích trữ minh mục, tiêu thực, sát trùng. Ăn rau răm sống thì ấm bụng, mạnh chân gối, sáng mắt, ăn nhiều sinh nóng rét, thương tổ đến tủy, làm giảm tinh khí, giảm tinh dục. Phụ nữ hành kinh mà ăn rau răm hoặc tỏi dễ sinh dòng huyết Công dụng, rau răm chữa dạ dày lạnh, đầy hơi, đau bụng, kém ăn, nôn mửa, còn dùng chữa say nắng, khát nước, dùng ngoài, chữa hắc lào, sâu quảng, rắn cắn, ngày 20 đến 40 gram rau tươi, dạ lấy nước uống hoặc sắc uống. Bài thuốc có rau răm một Chữa nôn mửa Tiêu chảy Hạt rau răm 20 gram, hương nhu 40 gram sắc uống. Nếu bị nặng, dùng lá rau răm tươi loại thân đỏ 100 gram, thêm 300 ml nước sắc lấy 200 ml rồi thêm 100 g đậu xị, đậu đen đồ ủ cho lên men, sắc còn 100 ml chia làm 2 lần uống trong ngày. 2. Chữa say nắng ngất do khát bán hôn mê. Rau răm tươi 50 g, dã vắt lấy nước cốt đun sôi cho uống. Nếu nặng, dùng rau răm 30 g, sâm bố chính tẩm nước gừng 20 g, dễ đinh lăng lá nhỏ 16 g, mạch môn 10 g, tất cả sao vàng sắc uống làm 2 lần. 3. Chữa kẻ lở chốc sâu quảng hắc lào. Rau răm ngâm rượu cho thật đặc, bôi hoặc giã nát, đắp vào băng lại. Có thể dùng rau răm phơi khô, đốt thành trò cùng với cói chiếu rồi rắc. 4. Chữa tê bại, vết thương bầm tím, sưng đau. Rau răm tươi giã nát, trộn với lòng não hoặc dầu long lão, xóa bóp. 5. Chữa rắn cắn. Rau răm 20g, hạt thảo quyết minh 20g, lá mùa lông 20g, tất cả dùng tươi, rửa sạch, giã nát, thêm nước, gạn uống, bả đắp, làm nhiều lần trong ngày. Ghi chú, rau răm tuy không độc nhưng dùng nhiều có hại về mặt sinh lý, làm giảm tình dục, kém cường dương, tráng khí. Do đó, các vị tu hành thường dùng rau răm để tránh những cơn bốc dục. Dùng nhiều rau răm, chân huyết sẽ khô đi hay phá huyết. Khi có thai, không nên ăn nhiều rau răm. Những người gây yếu, máu nóng, không được dùng rau răm. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam, chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.